mình không thể đợi thêm được nữa. Bút trang điểm và kem nền nhất định phải thuộc về nhau. Ủa không, trên chiếc mũi lộng lẫy của mình lại có mụn sao? Mình phải nặng ngay mới được. Cậu không giết được tôi bằng tay không như vậy đâu, đồ thất bại. Mình cần dùng đồ hỗ trợ. Chào người bạn nhỏ này của ta, đi nào. Cái gì? Thật không công bằng, là một cái bẫy. Bây giờ mình mất nhà rồi. Chào buổi sáng. Ôi không, mắt mình thâm quầng hết rồi. Mình còn che khuyết điểm. Đi ngay nào quần thâm, nhận lấy nè. Được rồi, cậu thắng. Tạm biệt mắt thâm quần nha. Chào mừng sự tươi trẻ. Kẻ mắt của mình bị khô lại rồi. Để tôi yên. Một chút nước miếng là được. Là tại cô đó nha. Không, chảy lem ra hết rồi. Mình ghét cái cây kẻ mắt này ghê. Mình muốn cơ thể thật thơm mát. Vừa sạch vừa thơm. Mình chỉ muốn lặn mãi như thế này thôi. Hôm nay là ngày hết sức đặc biệt. Mình cần phải gắn mi giả. Sao trời lại gió lớn như thế này? Bám chắc vào, cậu rất khỏe mà. Xin lỗi nha, Eva. Mình cần tẩy da chết để làm da mịn màng hơn. Nhiều việc phải làm quá. Lớp da chết dày cộm này cần được loại bỏ. Hãy tin tưởng ở tôi là chuyên gia. Dùng màu nào đây ta? À, màu xanh đi. Xin chào, đúng chỗ cho nè. Đẹp quá. Mình nghĩ mình cần lột mụn rồi. Cái này là giải pháp hoàn hảo nè. Giờ thì mình cần chờ 15 phút. Mình có thể uống một tách trà. Mình yêu làn da của em quá. Ôm một cái đi. Đến lúc gỡ mặt nạ ra rồi. Ôi da, trời, đau quá. Mình sẽ không buông ra đâu. Mẹ, giúp em. Em không gỡ được mặt nạ ra nè. Được rồi, sẵn sàng chưa? Đếm đến ba nha. Thả bạn gái của ta ra. Mặt nạ của em đây. Hỏi son này của chúng tôi sẽ khiến đôi môi của bạn căng tràn sức sống. Mình sẽ thử xem sao. Mình cũng muốn một đôi môi căng đầy. Cùng thử một chút vị cay nha. Môi mịn. Mình sẽ thử cây chuốt mi mới này. Lựa chọn tuyệt vời. Thưa cô, tôi sẽ giúp làm dày hàng lông mi của cô. Nhà
nhạt quá. Mình cần thêm một lớp nữa. Cô chắc chứ? Được rồi, dày thêm chút nữa nha. Một lớp thứ ba thì sao ta? Thật đó hả? Cô làm hỏng hết kiệt tác của tôi rồi. Bị lem ra hết rồi nè. Nhưng trông cũng dày hơn rồi đó. Anh yêu, em nhổ lông mày giúp anh nha. Không có đau đâu. Ủa, ta sẽ tra tấn ngươi. Ta sẽ hủy hoại ngươi. Từng sợi một. Không. Anh xỉu rồi thì càng dễ nhổ. Đừng cử động nha. Đây sẽ là buổi hẹn hò tuyệt nhất từ trước đến giờ. Mình cần hàng lông mi hoàn hảo nhất. Phải uống công mi thôi. Mình sẽ uống công hết chỗ mi này. Lại đây nào, lại đây hết đi. Phải cong vút và xinh đẹp hơn. Mình yêu công việc này quá. Mình là một ngôi sao hip hop. Tỏa sáng lên nào. Sáng lên đi, sáng lên. Mình biết bài này. Cảm ơn, đã cùng hát nha. Kem nền lại chưa được đều nữa rồi. Đừng để ý, mình tập yoga mà. Miếng mút trang điểm này sẽ giúp cho mình. Thôi nào, giãn hết cơ đó nào. Cậu con cứng hết người lại rồi. Thư giãn và nằm thoải mái ra. Hoàn hảo. Mệt quá. Còn gì tuyệt hơn thư giãn trong bồn nước với muối tắm. Không thể tắm mà không có bơm tắm sủi được. Mình thích bơi lắm. Cùng bơi chơi và té nước nào. Vui quá đi. Thật là thoải mái quá đi. Mình muốn sơn màu xanh. Giờ mình cần sấy khô với đèn hồng ngoại. Phòng tắm nắng, đúng thứ mình cần. Được rồi nè. Wow, rám nắng đẹp quá đi. Cứ như vừa được đi biển về vậy. Móng tay đẹp không tì vết luôn nè. Mình phải cẩn thận với màu son đỏ này. Trông mình tuyệt quá. Cà phê ngon ghê. Em xong chưa, em? Chúng ta phải đi rồi. Này, tôi phải ở trên môi chứ không phải trên tách. Còn tôi thì sao? Đừng bỏ tôi lại mà. Mình lúc nào cũng dùng kem dưỡng sau khi cạo râu, mặc dù rất xót. Sẵn sàng để bị ăn đòn chưa? Nhìn cái cằm dễ thương này xem. Cuối cùng cũng xong. Cuối cùng cũng hết ngày. Mình phải tẩy trang rồi. Để tôi giúp nha. Một miếng cho môi. Một miếng cho mắt. Và một miếng nữa để tẩy lớp kem nền đi. Tạm biệt nha, bông tẩy trang. Chẳng ai cần chúng ta nữa hả? Cuộc sống thật ngắn ngủi mà. Nhiều người tẩy trang xong trông khác hẳn.
dầu gội của mình đâu rồi ta? Party bật bong bóng đi, tụi mình thích được tắm gội lắm. Gào nữa hả? Mình lại phải dọn dẹp rồi. Trông mình đẹp trai quá. Mình muốn trở nên xinh đẹp, phải trang điểm lên thôi. Nè cô gái, để tụi tôi giúp. Lại đây ôm cái nào. Đồ trang điểm là bạn thân nhất của mình mà. Mình phải dùng xịt khóa lớp trang điểm để cố định lớp trang điểm lại. Tôi ở đây để giúp bạn bảo vệ lớp trang điểm, không cần lo lắng gì nữa đâu. Mình trang điểm xong rồi nè, đến lúc chụp một bức selfie thôi. Nhưng tóc mình bù xù quá, phải chải lại thôi. Đúng vậy, mình cần một chiếc lược. Chúng ta sắp có một kiệt tác rồi đây. Đây rồi, tuyệt hơn hẳn. Như thế này, sao nhiều tóc rụng quá vậy? Tóc toàn là tóc, thật đáng sợ mà. Trông tệ quá. Mình cần thoa kem chống nắng cho làn da nhạy cảm của mình. Tôi tới rồi đấy. Bên này không có gì, không phát hiện ra tia nắng nào. Mặt trời chính là kẻ thù của mình. Mình phải bảo vệ thân chủ. Không sao, mình lại bị cháy nắng rồi. Kem chống nắng này chẳng hiệu quả cái gì. Cô bị sa thải. Ôi không, mình lại thất nghiệp nữa rồi. Chào mọi người, hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách đánh khối khuôn mặt nha. Cô cứ tin ở tôi là chuyên gia mà. Tôi nắm rõ mọi thứ trên gương mặt á. Đây chính là cách đánh khối hoàn hảo nhất nè. Không, vẫn chưa được. Thôi nào. Vẫn chưa được. Không, mình không muốn hát xì đâu. Lại nữa à? Đến lúc thể hiện rồi. Chúc may mắn nha Jennifer. Mình lại phải trang điểm lại rồi. Mình phải thử loại dầu gội mọc tóc này mới được. Tóc mình trông sẽ đẹp lắm đây. Dầu gội gì thế này? Tôi kích thích mọc cây mà. Anh nên đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng chứ. Đầu mình nở hoa rồi. Đồ tới rồi đấy ạ. Cảm ơn nha. À, phải cất sơn môi cái đã. Xin chào, tôi là thỏi son đỏ chưa được đậy nắp. Ai muốn ôm một cái nào? Mọi người đáng yêu quá. Nè, làm gì vậy? Son môi trôi hết rồi. Không, không, mình quên đậy nắp. Đồ trang điểm của mình dơ hết cả rồi. Mình sắp chuẩn bị xong rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ cần một chút son bóng nữa.
chính là như vậy. Giờ đi giày vào thôi. Yeah, tóc này. Cùng chơi đi. Mình thích được chơi với tóc như thế này. Tóc mình đã dính đầy son bóng nữa rồi. Không không, đừng lấy tóc đi mà. Được rồi, tôi sẽ gọi bạn giúp. Xin chào, gió phải không? Giúp mình được chứ? Được thôi anh bạn. Gì vậy? Sao gió lại lớn như thế này? Tóc của mình. Chúng ta lại về với nhau rồi. Lại tóc nữa. Bực mình quá. Anh yêu, em có nước hoa mới nè. Một mùi hương hoa tinh tế và chút mát lành của đỉnh núi Alps. Ngửi thử đi. Anh chàng không cảm nhận được gì đâu. Ghê quá. Bỏ ra đi. Mình thích trang điểm nhất. Bắt đầu với kem nền thôi nào. Lớp kem nền phải thật dày. Mình rất thích độ che phủ như thế này. Quan trọng nhất là không được bỏ lại điểm nào. Và thêm một lớp phấn phủ lên trên nữa. Lớp nền vậy là xong rồi. Tới lượt cô rồi, họa sĩ. Mình nên chọn màu nào đây? Aha. Xanh thì sao? À, chọn hay lắm. Mình sẽ bôi hết lên trên mí mắt. Tất cả đều thành màu xanh rồi. Mình trang điểm xong rồi nè. Đúng là kiệt tác. Mình sẽ chụp một bức hình selfie. Wow, ánh sáng ở đầu chói loáng quá. Đeo kính râm vào đi. Nè, nhìn tôi đi. Mình sẽ gắn thêm mi giả. Chào anh yêu. Gặp anh vui quá. Má ai đây vậy? Bam, 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 bam. Anh phải đi rồi. Tạm biệt nha. Mi giả của mình. Chúng tôi là những ngôi sao. Hãy xem thử vũ điệu thiên hà này đi. Mình thích dùng nhũ ngôi sao như thế này. Chúng có thể biến một ngày bình thường thành buổi party thật sự. Mình muốn da của mình giống như da của cô ấy. À, có cách rồi. Dùng kem làm nâu da. Để tôi giúp nha. Tôi lúc nào cũng có công thức cả. Cô muốn da nâu hơn đúng không? Không phải. Oh wow, trông tuyệt quá. Gì thế này? Lại mẩn hết lên rồi. Mặt mình cứ như da báo vậy. Sắp tới nơi rồi. Tôi lại chút son nha. Xin chào người đẹp. Đúng không? Hiya. Mình là cao thủ karate. Cảm ơn nhiều nha. Đoàn tàu biến sông môi thành vũ khí của mình luôn. Lớp trang điểm của mình trông mờ nhạt quá. Mình muốn làm nổi bật đôi mắt lên. Nè công chúa, cùng làm lại gương mặt này nha. Giờ thì ai cũng phải chú ý đến cô rồi.
Wow, mình thích kiểu trang điểm mắt khói này quá đi. Các bạn có thích câu chuyện khi đồ trang điểm là người này không nào? Hãy để lại bình luận về món đồ trang điểm bạn hay dùng nhất nha. Và các bạn đừng quên like video này, đăng ký kênh và bấm chuông nhận thông báo để không bỏ lỡ video thú vị nào từ Woohoo.